nhiều tiền trong người nhưng mà người ta đi làm từ thiện. Tụi bay thấy cô Hằng không? Cô Hằng làm từ thiện, cô Hằng có nói là ê, tụi bay hãy nhận tao đi, tao có tiền là tao làm từ thiện nè, tụi bay nâng tao lên đi không? Không. Những ngày đầu cô Hằng lên live, tụi bay chửi không ra thể thống gì, tụi bay chửi te tua luôn, tới bây giờ cũng có những người chửi bả nữa. Nhưng mà bả ai là người cứu trợ đồng bào lúc mà dịch oxy? Rồi ai là người mổ tim, ai là người chu cấp cho những đứa trẻ mổ tim, rồi ai là người làm những cái công việc công đức công quả mà người ta lấy tiền của người ta ra để người ta làm từ thiện, chứ người ta không kêu ơi trời ơi bây giờ ngoài kia lũ lụt khổ quá, bây giờ quý vị dân xin em để số tài khoản này mọi người chuyển cho em, xong em sẽ đi ra ngoài đó cứu trợ đồng bào Như này nha, đó. Tụi bay cô đủ Á kiến Hậu nói thức để hiểu không? Tụi bay đủ kiến thức để hiểu không? Một nè, người lấy tiền của mình để đi làm từ thiện và một cô người kêu gọi người khác làm từ thiện nhưng mà không có làm. cho Á Hậu nói phát đi. Rồi Á Hậu Từ lên. ngày thi mua được cái giải 600 triệu đến giờ tôi mới được đeo lại lần thứ hai. Trời ơi, ta nói nhìn cũng xinh đấy chứ, nhưng mà giá trị nó không thật, nên mình đeo mình hơi xấu hổ, hiểu không? Chính vì thế nên là mình không đeo đó. Thế thì nói về chủ đề